Ok, và chào mừng anh em quay trở lại với video tiếp theo của mình. Thì trong video này mình sẽ làm về cặp đôi King kết hợp với Fisherman anh em nhé. Và sẽ có sự bổ trợ của Home Rainbow. Và mình đang ở wave thứ 7. Ok, mà mình đang có sở hữu những item như thế này. Và trong trận đấu này thì mình sẽ lấy thật nhiều bait có thể anh em nhé. Ok, anh em hiểu ý mình chưa đúng không? Nào, và trong trận đấu nào. Đang rất là căng co anh em ạ. Nói là căng co thôi nhưng mà anh em nhìn thấy Home Rainbow là anh em cũng biết được cái khả năng trận đấu nó sẽ diễn biến như thế nào rồi đúng không? Mình đang có rất là nhiều luck nha anh em nhá. Mình đang có đâu đấy mấy nghìn luck ấy. Cho nên là nó sẽ xuất hiện được rất là nhiều hòm rainbow. Và trong những cái hòm rainbow này thì mình sẽ lấy full bait anh em nhá. Tập trung hết vào lấy bait này. Cho nó tăng harvesting, tăng đam với cái thứ lên. Và sẽ xem mà mình trong khoảng 20 wave thì mình sẽ lấy được khoảng bao nhiêu cái bait anh em nhá. Lâu lắm rồi mới quay trở lại cái series mà làm hòm rainbow xong bắt đầu lấy một cái item nhiều nhất có thể đây. Lần trước thì mình làm cái kiểu này khá là nhiều video rồi. Lần này thì bắt đầu quay nó có cái mod hòm rainbow ở trên Steam. Nên là mình mới cài và làm lại cái series này. Thử xem là trong cái trận đấu này thì mình sẽ lấy được nhiều nhất là bao nhiêu cái hòm rainbow anh em nhá. Ok. Bán một cái này đi, mua một cái nuclear. Ok. 18 này. Và hiện tại thì mình đang sở hữu hai cái vũ khí Drill. Vũ khí Drill này nó là cái vũ khí mới cập nhật ở bản 1.0. Và nó là hệ Legendary. Nó sẽ bị trừ đi 20 máu khi mà mình sở hữu hai cái. Và cứ thêm một cái nữa thì mình sẽ bị trừ thêm 20 máu nữa. Nếu như mà thêm thêm một cái nữa thì mình sẽ bị trừ đi 40 máu. Đấy, có như thế mà anh em tính thôi. Mắc là 6 cái thì nó sẽ bị trừ đi 60 à? À đâu, 6 cái là bị trừ đi 100 chứ. Nhưng mà anh em hãy nhìn cái số lượng hòm rainbow mà mình sở hữu sau mỗi một wave nhá. Bởi vì cái lượng may mắn của mình đang rất nhiều ấy, cho nên là cái tỷ lệ rớt được hòm rainbow nó cũng khá là nhiều luôn ấy. Nó có thể lên tới vài chục hòm luôn. Quá kinh khủng. Quên mất cái đoạn đầu thì mình lại không ấn record, cho nên là cái đoạn đầu mình set up cái thứ để cho nó được nhiều hòm rainbow thì đợt cái lúc đấy thì mình lại quên không ấn record. Hơi tiếc một chút. Bây giờ mình nhớ ra ấn record thì lại đến wave 7 mất tiêu rồi. Wave 7, 8 mất tiêu rồi. Thì thôi, chúng ta sẽ cùng trải nghiệm với nhau từ những cái wave như thế này đến những cái wave về sau, để xem là mình sẽ lấy được bao nhiêu bait nha anh em nhá. Càng nhiều bait càng tốt đúng không? Trời ơi, 2000 dam rồi. Quá nhiều dam rồi đấy. Quá nhiều dam luôn. Ui, ghê vãi. Mới có wave 9 thôi. Chưa có gì mà phải đắn đo suy nghĩ cả. Mới có wave 9 thôi. Xôi ôi. Anh em nhìn cái số lượng hòm rainbow kìa. Quá nhiều. Không đong đếm được luôn ý. Không thể đong đếm được cái số lượng hòm rainbow này. Cực kỳ nhiều luôn. Ui sộp. Lulipia luôn mà. Mỗi wave trôi qua mình phải có đâu đấy tầm hơn 20 hòm rainbow là ít. Thậm chí còn lên đến 30-40 hòm. Đấy, hòm wave 9 này anh em nhìn cái hòm rainbow kìa. Nó cực kỳ nhiều luôn. Siêu nhiều luôn đấy chứ. Không thể đếm nổi là có bao nhiêu cái hòm rainbow đấy chứ. Nhưng mà ấn này nhiều hòm thế này dễ hỏng chuột lắm ấy nhá. Ở trước thì mình như anh em mình đã chia sẻ với nhau là mình có hỏng một con chuột rồi đấy. Vì cái tội ấn hòm rainbow này đấy. Nhưng mà không sao. Đầu tư cho anh em. Nào, tiếp tục này, wave 10 này. Mới có wave 10 thôi. Anh em chơi cái hòm rainbow này nên xóa cái những cái mod bên ngoài bớt đi nhá. Đừng để nhiều anh em ạ. Để nhiều dễ bị văng game lắm. Anh em chỉ để lại đâu đấy một vài cái mod thôi. Ví dụ như là cái mod tích hợp này, hay là cái mod bán item này, hay là cái mod chọn vũ khí đầu game đấy. Để lại một số những cái mod như thế thôi. Càng ít càng tốt. Thì nó sẽ đỡ bị văng game. Chứ không cái mod rainbow này nó bị dễ bị văng lắm. Bởi vì nó sẽ cập nhật up thêm những cái item của những cái mod khác vào cái hòm rainbow ấy. Cho nên là nếu như anh em cài càng nhiều mod thì nó phải update càng nhiều item vào, nên là dễ bị văng lắm. Nó mà không cập nhật
nếu không mà không cập nhật được những cái item khác vào, nó sẽ bị kiểu như là bị lỗi file ấy, nên nó sẽ bị văng. Mình bị nhiều lần như thế rồi, nên là có kinh nghiệm, có kinh nghiệm, nên là chia sẻ với anh em nếu như mà có chơi cái hòm rainbow này mà trên Steam ấy, thì nên xóa bớt một số những cái mod đi, để lại một số những cái mod mà ok thôi. Ví dụ như cái mod tích hợp này thì anh em nên để lại, chắc chắn là phải để lại, bởi vì không có cái mod tích hợp này thì anh em sẽ không chơi hai con nhân vật kết hợp với nhau được. Đó, theo ý kiến của mình thì để lại cái đấy. Mới lại cái mà bán item này, mới lại đấy, bán item với cái thứ thôi. Chứ còn không nên để lại nhiều mod làm gì, bởi vì cái Steam nó hiện tại đang có 160 mấy mod ấy, mà có những cái mod anh em cài vào nó thêm được những rất là nhiều những cái nhân vật những cái thứ, thì những item mới ấy, mà cái hòm rainbow này nó phải update thêm thì nó dễ bị văng em lắm. Cho nên là thôi, anh em mình chỉ chơi những cái mod mà nó thực sự cần thiết thôi, không nên đú, không nên tham lắm gì. Tham thì nó bị văng game ra thì tiếc lắm. Nói một thôi một hồi, từ nãy giờ mình đã sở hữu được đâu đấy 150 cái bet rồi anh em nhá. 150 cái bet ở wave 11. Không biết là đến wave 20 thì mình sẽ sở hữu được bao nhiêu cái bet tất cả nhỉ. Nếu như mà lên được khoảng 500 cái bet thì nó cũng là khá là hay rồi. Bởi vì trước mình làm một cái video về con Fisherman này thì mình cũng lấy được 100 cái bet rồi thì phải. Ừ, hơn 100 cái bet. Lần này thì được 150 cái rồi thì cũng phá cái con số lần trước rồi. Nhưng mà cứ lên thử xem mà được, mà tối đa là mình sẽ lấy được bao nhiêu cái bet nhá. Cái bet này thì mỗi lần anh em lấy nó sẽ xuất hiện quái đặc biệt này, cộng thêm cho anh em mình 8% dam này, và cộng thêm 2 vesting nữa. Mỗi một bet là 22 vesting. Ok, cái này trừ 65% dam và tăng thêm số lượng vũ khí, được luôn. Rồi anh em nhìn số lượng vũ khí này. Ui xuồi, boss với elite tầm này ra là không cản nổi mình đâu. Tầm này là mấy con boss con elite ra đã chả làm gì mình cả. Quá khỏe, quá khỏe. Tầm này mình chỉ có tăng số lượng quái lên thì may ra mình còn kiểu bị lag quá mình không chơi được, chứ còn tầm này quái ít như này thì mình vã hết. Từng con một ra là mình đánh hết, đánh cho liếng xiếng thì thôi. Steam nó mà đã ra mod hòm rainbow như thế này thì nó, nếu như mà game nó mà không update thêm những cái nhân vật thiết các thứ mới là quả mấy cái đến cái quả mod hòm rainbow này nó khá là kinh khủng rồi đấy. Bởi vì từ trước giờ mình hóng nhất là cái hòm rainbow này nó sẽ xuất hiện ở trên Steam, mà bây giờ nó đã xuất hiện rồi thì chứng tỏ là cũng ghê đấy, là cũng gần hết những cái mod kinh khủng mà đợt trước mình đã chơi rồi đấy. Mà cái mod rainbow này là một trong cái mod kinh khủng nhất rồi. Nhưng dù gì thì cái mod hòm rainbow này mình vẫn thích, bởi vì nó là cái tiền đề để cho giúp cho cái kênh của mình nó được như ngày bây giờ, được như ngày hôm nay. Nó giúp cho kênh mình phát triển đến cái mức này đấy. Không có cái hòm rainbow này thì chắc là kênh của mình cũng không được như này đâu. Mình nhớ cái video mà mình chơi hòm rainbow đầu tiên là cái video về súng rồng đúng không? Mình làm một cái video kiểu ngẫu nhiên thôi. Hôm đấy là mình cài vào mình chơi thì mình xong rồi mình kiểu còn quay giữa chừng chứ mình chứ không quay, không có ý định quay từ đầu. Thế mà không biết hiểu tại sao mà quay linh tai linh tinh như thế đăng lên. Cái video đấy cũng nó cũng chả có cái nội dung gì kiểu lấy cả, mỗi kiểu cái đặc biệt là hòm cầu vồng của nó thôi. Đam mấy cái thứ nó to nữa. Cho nên là mọi người vào mình xem kiểu tò mò ấy, cái thế là bắt đầu là cái video đấy nó lên view, thế là bắt đầu nhiều người biết đến kênh của mình thông qua cái video đấy đấy chứ. Thế bắt đầu mình mới dấn vào mình làm thật nhiều video về hòm rainbow. Thế là từ đấy kênh nó mới ok được như ngày hôm nay. Sau cái đoạn mà làm quá nhiều về hòm rainbow thì mình có nghỉ cái hòm rainbow một thời gian để mình tập trung vào những cái kiểu chơi khác, mod khác không về hòm rainbow nữa. Nhưng mà sau cái hòm rainbow ấy, sau cái hòm rainbow thì nó cũng có ra một cái mod mới ở trên Steam, đó là cái mod tích hợp này. Thì nó cũng là cái mod tích hợp này mà nó cũng đẩy được một cái lượng view kha khá của kênh mình lên ấy. Bởi vì nếu như mà cái đợt đấy nó mà cứ dừng lại cái kiểu chơi như thế mà nó không ra thêm cái mod tích hợp này thì mình nghĩ là cái game nó cũng bớt đi phần nào thú vị. Chính vì nó ra thêm cái mod tích hợp này mà mình
có thêm rất là nhiều những cái content, những cái video khác về Potato, cũng như là cái kèo đấu mà anh em gửi cho mình ở trên phần comment của video về làm về con nhân vật này, kết hợp với con nhân vật này đi. Nó khá là nhiều, nó khá là nhiều con nhân vật để có thể chơi kết hợp với nhau, khá là thú vị. Song song với đó thì nó lại ra thêm những cái mod mới, những cái con nhân vật mới, những cái vũ khí mới. Cho nên là từ cái lúc mà họ làm hòm Rainbow đến bây giờ nó cũng khá là nhiều thay đổi về con game này. Và mình cũng đã làm khá nhiều video về con game này rồi, đâu đấy cũng phải đến 300 video rồi. Nguyên cái số lượng thumbnail mình để trong máy của mình lên tới con số là 250 mấy rồi, mà chưa tính những cái thumbnail trước đó mình đã làm. Thế thì chứng tỏ là mình đã làm đâu đấy khoảng hơn 300 video về con game Brotato này rồi. Quá nhiều rồi, sợ thật. Một con game offline, không online, không co-op mà làm được lên tới 300 video, mình cũng phải đến đẻ mình luôn ấy. Quá là kinh khủng. Nếu như mà nó là cái game kiểu online, game kiểu co-op, chơi kiểu online với nhau xong là bắt đầu cái thứ nhiều người chơi thì bỏ là làm nhiều video được đã đành. Thì đây nó lại là một cái video kiểu offline, game offline xong bắt đầu chả co-op được với ai cả, chỉ ngồi chơi liên thuyên một mình thôi. Thế mà cũng làm được mấy trăm cái video, mấy trăm cái chủ đề về cái con game này thì cũng là đến chịu luôn ấy. Mình cũng phải nể mình. Mà sao lại có thể chăm đến mức như vậy nhỉ? Lắm hôm mình còn ra đến 3 đến 4 cái video về Brotato trong một ngày. À không, 3 cái video Brotato và một cái game khác thì nghe nó hợp lý hơn. Đáng sợ thật. Nhưng mà dạo gần đây thì con game này mọi người xem cũng ít lại rồi. Dạo gần đây thì con game này nó cũng hết cái phần thú vị như trước rồi. Mọi người bây giờ sẽ kiểu xem nó theo cái kiểu là đã ủng hộ rồi thì vào ủng hộ, kiểu đấy, thấy thì vào thôi, chứ còn không kiểu tò mò như ngày trước là ô con này chơi như thế nào, hay là hai con này kết hợp với nhau như thế nào, hay là video này hôm nay có gì cái thứ gì thì không kiểu như ngày trước nữa. View nó cũng ít hơn ngày xưa. Ngày xưa cái đợt mà mới có cái hòm Rainbow hay là mới có mấy cái mod kiểu kết hợp ấy thì view nó sẽ rất là ổn định, tăng khá là đều view khi mà đăng video. Nhưng bây giờ thì view nó tăng chậm hơn, nó không được như ngày xưa nữa, bởi vì nó cũng khá là nhiều nội dung mình khai thác rồi còn gì anh em, đúng không? Nó lên tới 300 video cơ mà. Game có cái gì hay, có cái gì cuốn thì mình làm hết cho anh em rồi, thì còn gì nữa đâu để mà anh em tò mò nữa, đúng không? Giờ nó phải ra thêm cái chế độ kiểu multiplayer ấy, kiểu chơi co-op với nhau xong là vào chơi kiểu online ấy. Nghe vẻ cái kiểu đấy là cũng hút thêm được một số lượng khá người xem quay trở lại đấy. Con game này mà không biết chơi co-op với nhau thì sẽ như thế nào nhỉ? Thực ra là trên Steam thì nó cũng có một cái mod có thể chơi co-op được với nhau rồi, chơi kiểu multiplayer rồi đấy, nhưng mà thấy nhiều bạn bảo cái mod đấy đang bị lỗi, cho nên là chơi dễ bị kiểu crash game, nên là mình chưa tính là chơi cái đấy. Để hôm nào mà cái thử hay là test thử xem là cái mod đấy nó không bị lỗi cơ thì chơi kiểu co-op với nhau thì nó sẽ như thế nào. Nó cũng là một cái trải nghiệm mới đấy. Nhưng mà cùng là một cái game kiểu cũng survival, cũng roguelike như thế này nhá, mà mấy cái game như kiểu là Bounty of One hay là Army of Ruin thì mọi người lại xem rất là ít nhá. Mà mình đánh giá những cái game kiểu như thế nó cũng có gameplay giống như thế này, mà đồ họa của nó cũng khác đi, nó làm cho anh em mình có một cái trải nghiệm mới mà mọi người lại không thích xem bằng Potato. Thế mới buồn cười chứ. View chính của mình trên kênh của mình thì vẫn đang là xem Potato là chủ yếu, chứ còn view để mà game nào cũng coi thì hơi ít, nó không chiếm phần đông như là cái view của Brototo. Brototo thì chiếm nhiều view hơn. Trên kênh thì chắc phải đâu đấy 80 đến 85% số lượng view là xem Brototo là chủ yếu rồi. Nhưng còn những cái game như kiểu mình mới làm game khác, như kiểu là thi thoảng mình có đăng về FIFA Online 4 hay là mấy cái game như kiểu là Bounty of One hay là mấy game Army of Ruin như cái thứ thì mọi người lại không đón chờ bằng Brotato. Thế mới buồn cười chứ. Chứng tỏ Brotato nó vẫn là một cái gì đó kiểu kim chỉ nam của kênh mình ấy, nó là một cái nguồn gốc cái tốc rễ của kênh rồi, không thể bỏ được.
Cầu mong là sắp tới là game nó ra thật nhiều những cái nhân vật mới, những cái item mới, những cái kiểu chơi, có thể là ra thêm được kiểu chơi khác đi, có thêm được cái như cái mình vừa nãy mình nói là chơi có thể chơi multiplayer được với nhau ấy. Đấy, thì nó sẽ ok hơn. Như đợt trước ấy, cách đây mấy tháng này nó ra thêm cái phần là chế độ Elite ấy. Nó cũng khá là một cái bước đột phá của game ấy. Là kéo theo đó là một số người chơi là quay trở lại xem mới lại chơi đấy. Đợt đấy nó ra được cái chế độ Elite đã khá là thú vị đấy. Nhưng mà cái chế độ Elite ấy thì được khoảng một khoảng thời gian thôi, gây tò mò thôi. Còn về sau thì mọi người sẽ rất là ngại chơi cái chế độ đấy, bởi vì chơi cái chế độ đấy thì nó hơi mất thời gian. Cho nên là mọi người cũng kiểu tò mò một thời gian thôi, còn lại là cũng không kiểu duy trì được lâu ấy. Rồi, xong sang với 18 rồi. 400 máu. Được bao nhiêu cái bết rồi ấy nhỉ? Được bao nhiêu cái bết rồi vậy? Ôi, lắm quái đặc biệt thế nhỉ? Toàn quái đặc biệt là quái đặc biệt. Mà còn lắm quả nữa chứ. Siêu nhiều quả luôn ý. Lâu lắm nó chưa lại cái phi tiêu này. Phải khoảng mấy tháng rồi mới chưa lại cái phi tiêu rồi đấy. Bởi vì cái đợt mà nó ra những cái vũ khí mới là toàn chơi những vũ khí mới thôi. Không hay chơi những cái vũ khí phi tiêu với cái thứ này, vũ khí cũ gì nữa. Nhiều vũ khí quá nên là bỏ bơ mấy cái vũ khí cũ như này. Ui, giờ chắc phải lên được khoảng 300 đến 400 cái bết này rồi chứ nhỉ? Mới ra được bao nhiêu cái bết rồi? 372 rồi. Cướm phết nhỉ? Chắc là lên được khoảng hơn 400. Hơn 400 cái bết này thôi. Mình chắc là mình chỉ test 20 wave thôi. Chứ còn vác cái khả năng như thế này vào Elite thì mình vẫn có thể chơi được tốt đến những wave về sau. Nhưng mà thôi, chỉ test 20 wave thôi em nhá. Có hòm rainbow như thế này thì kể cả đến wave 100 hoặc là wave 200, 300 thì mình cũng có thể đánh được. Bởi vì cái hòm rainbow này nó sẽ tăng sức mạnh của mình rất là nhiều luôn. Kiểu tăng sức mạnh cứ tăng thôi chứ không hề giảm luôn đấy. Chỉ cần ra được hòm rainbow là mọi chuyện được giải quyết hết. Trời ơi, lắm quả thế. Lắm quả, lắm hòm thế. Rồi ok, sau quay 19 chắc là mình sẽ lấy được hơn 400 cái bết đấy. Khoảng hơn 400 cái bết là nhiều lắm rồi. 400 cái bết cơ mà anh em. Bình thường mà anh em lấy không chơi mod, anh em lấy được khoảng vài chục cái cho đến 100 cái bết này là cũng kinh khủng lắm rồi đấy. Đây là hơn 400 cái là nó cũng là một cái gì đó ghê gớm rồi. Cơ bản là mình cũng không tăng cái số lượng hòm rainbow nó spawn ra nhiều ấy. Nhưng mà mình tăng thêm cái số lượng hòm rainbow nó... Ô, chết rồi. Đúng rồi. Mình chọn wave 20 đúng rồi. Ok, sau wave 20 để xem được bao nhiêu cái bet nào. 397 cái bet. Ôi, biết thế vừa đấy lấy thêm 3 cái hòm nữa cái thứ để cho nó tăng ấy xong. Được 397 cái bet anh em ạ. Thôi, nó cũng là một con số khá là lớn rồi. Khá là ok. Ok, và cảm ơn anh em đã theo dõi hết video của mình về con Fisherman kết hợp với con King chơi full bet với 397 cái bet và hòm rainbow anh em nhá. Ok, bye bye mọi người. See you again later. Nếu mọi người thấy hay để lại cho mình like, subscribe kênh nha. Bye bye.